Vâng, xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Như mọi người có thể thấy thì đây là một khung cảnh rất là quen thuộc của DK. Và hiện giờ thì chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca phun mô phủ xương 3D cho khách hàng. Và chúng ta hãy cùng gửi lời chào đến chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay nhé. Em chào chị Quyên ạ. Chào em. Vâng, chị Quyên ơi, thì câu hỏi ngày hôm nay mà các chị em gửi cho đội ngũ chuyên gia của DK đó là: chị ơi, em ở DK thì có phun màu cam đất hay hồng đất không ạ? Có em ạ. Thì màu cam đất, hồng đất thì chị thường tư vấn và chị có làm cho những cái khách hàng có làn da trắng và đối với những cái môi không thâm, môi bờ thì chắc chắn là màu cam đất hay hồng đất thì nó sẽ ra được. Nhưng nếu mà những trường hợp những khách hàng mà da ngăm đen ấy, thì như cả môi không được được sáng lắm thì mình không nên là màu hồng đất như cả màu cam đất nhé. Vì với những cái da như thế thì môi sẽ không thể bật tông lên được. Những cái da đấy thì mình nên làm chọn màu khác phù hợp làm sao cho mặt nó sáng hơn. Vâng, vậy nếu như mà mình phun những cái tông màu nó khó như vậy, theo em thì đánh giá thì đấy là một những cái tông màu khó, thì khi mà mình đánh những cái màu son khác thì nó có ảnh hưởng gì đến cái màu son đấy không hả chị? Không ảnh hưởng gì cả. Ảnh hưởng gì bạn nhé. Vâng, vậy da ngăm đen thì có phun màu hồng baby được không ạ? Nếu mà da ngăm đen thì không nên phun màu hồng baby. Hồng baby cũng chỉ dành cho những các bạn da trắng thôi. Da trắng với cả môi không thâm thôi, bởi vì cái màu ấy nó rất là nhẹ. Và hồng baby ấy gọi chỉ là như là màu hết thâm thôi, như màu của em bé. Rất là nhẹ nhàng. Nên thử những các bạn là môi thâm và da ngăm ấy thì không thể lên được cái màu đấy. Vâng ạ. Vâng, vậy với những cái tông màu ví dụ như màu cam đất và màu hồng đất thì như bình thường thì em nghĩ là những cái tông màu son như vậy ấy, thì chúng ta lúc nào cũng phải make up đúng không hả chị? Đúng rồi. Nhưng mà những cái tông màu ấy thì nó nhẹ và nó nhạt. Vâng ạ. Mình nên make up thì nó sẽ đẹp hơn. Vâng. Còn nếu như mà chúng ta không thường xuyên make up được thì nên là chọn những cái tông màu mà nó tự nhiên hơn đúng không hả chị? Vâng. Và sau đó thì khi mà mình ví dụ mình đi sự kiện hoặc là mình đi chơi thì chúng ta có thể make up và chúng ta có thể đánh son cái màu đó thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không hả chị Quyên? Đúng rồi. Vâng, vậy cái màu môi nào ở DK là đang được nhiều các chị em lựa chọn và thích nhất ạ? Màu môi ở DK mình thấy tất cả mọi người và tư vấn cho mọi người và lựa chọn nhiều nhất là cái màu hồng cam và đỏ cam, và cái màu này cũng là đang hot của thị trường. Thứ nhất là nó nhẹ nhàng, thứ hai là rất là tôn da. Với những cái người Việt Nam mình thì ít cái mức da màu trắng, hay là thường da màu da vàng đúng không ạ? Thì mình làm cái màu đấy lên thì là lúc nào mặt mình nó sẽ sáng lên và trông da nó trắng hơn, và môi nó rộng thì đẹp hơn, mà mình không lên làm quá đậm. Vậy màu đỏ cam sau khi phun xong thì có bị đậm như đánh son hoặc là kiểu sau khi bong ấy ạ, nó có kiểu bị đậm quá không chị? Vì em thấy rất nhiều chị em sau khi mà nghe tư vấn màu đỏ cam thì thấy rất là sợ, tại vì sợ là nó như giống như kiểu là nó bong ra nhưng mà nó giống như kiểu đánh son đậm ấy, nên các chị đã rất sợ. Cái đấy không phải đâu nhá, đấy là chị có thể làm theo nhu cầu của khách hàng. Vâng ạ. Có thể làm nhẹ nhàng hoặc có thể làm đậm, mà tùy vào sở thích của khách hàng mà chị có thể làm được như vậy. Các bạn không phải lo lắng. Đỏ cam không phải là, thứ nhất đỏ cam mọi người sẽ nghĩ đỏ, không phải đỏ đâu, nó sẽ là rất là nhẹ và đẹp. Vâng. Các tông màu của DK thì đều là hướng về tự nhiên. Vâng, và các chị em có thể tham khảo những cái hình ảnh môi sau khi phun hoặc là môi sau khi ổn định từ 2 cho đến 6 tháng ở trên fanpage của DK mọi người nhé. Mọi người có thể nhận biết được là cái màu môi của DK ấy nó rất là tự nhiên, nhìn rất là trong, mướt, và đặc biệt là với tay nghề chuyên gia. Các chuyên gia ở tại DK thì đều là những chuyên gia mà có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đó, và nhất là những chị em mà chúng ta sợ đau này, sợ sưng, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Vì sau khi phun môi ở tại DK xong ấy thì vì các chuyên gia của chúng tôi được sử dụng công nghệ vi chạm châu Âu cho nên là sẽ không bị sưng nề này và sẽ không đau mọi người nhé. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Quyên rất là nhiều ạ. Vâng, và nếu như mà các chị em còn những cái câu hỏi gì thắc mắc về dịch vụ phun môi cũng như là về các dịch vụ khác ở tại DK thì các chị em có thể gửi trực tiếp câu hỏi qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ về cho tất cả các chị em mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.